Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp ăn chia tổng giải thưởng là 1 triệu đô token Dex Poly từ trên mạng của Polygon Matic các bạn. Thì trước khi vào dự án thì mình cập nhật cho bạn một cái video là hướng dẫn nhận danh sách nhận 20 đô token Kusali. Thì các bạn nào đã có làm dự án này thì các bạn nhấp vào con bot của mình, con bot của dưới video của mình nha bạn. Rồi các bạn bấm vào một submit nè. Rồi sau đó các bạn nhập địa chỉ BNB Smart Chain để mình vào nha các bạn. Để sau này tôi cần nó phân phối nha các bạn. Rồi thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video của mình nè. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào Telegram group để nhận 15 token D-Body nè các bạn. Dự án này khá là ngon và tiềm năng nha các bạn. Mang lên chiếm nhanh nha các bạn. Rồi giá mới ra. Rồi bạn join sao nè. Xong thì bạn WhatsApp nữa nè. Các bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi tiếp tục vào mắt up nữa nè. Tiếp tục các bạn follow từ Twitter, like và retweet tăng 5 người bạn, 3 người bạn của mình vào nè. Trên từ Twitter thì các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like nè, các bạn trình dẫn cho từ tweet nè. Rồi các bạn tăng 3 người bạn của mình vào nha các bạn. Rồi các bạn từ tweet nè. Rồi sau đó các bạn mở link form qua lại, các bạn chỉ khai báo thôi các bạn. Thì trên Telegram username thì các bạn mở Telegram của tất cả các bạn ra nè các bạn. Đây mình hướng dẫn các bạn đầy đủ luôn các bạn. Để đối với những bạn mới không biết làm, bạn nhập cho bạn anh cùng nè. Nhập vào setting nè. Các bạn copy username Telegram ở chỗ này nè. Rồi các bạn điền vào đây nè. 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp tục thì bạn điền username tại Twitter của mình. Thì bạn mở tại Twitter của mình ra nè. Các bạn nhấp cho ba gạch cùng, các bạn nhấp vào username của mình chỗ này nè các bạn. A cộng winvnn9. Các bạn khai báo username của tất cả các bạn nha các bạn. A cộng winvnn9. Rồi tiếp tục các bạn gửi link retweet nha các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter của tất cả các bạn ra nè. Các bạn nhấp cho ba gạch cùng, nhấp cho một hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tờ tweet nè. Rồi các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với Polygon Matic nha các bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ trên với MetaMask. Các bạn tích hợp mạng Polygon Matic vào nha các bạn. Thì địa chỉ với Polygon Matic này nó cũng cùng chung địa chỉ với BNB Smart Chain hoặc là ETH của tất cả các bạn thôi các bạn. Rồi các bạn bấm nút nhận nha các bạn. Các bạn sao chép địa chỉ với mình nha bạn. Rồi các bạn mở vô đây. Cái mục này là cái mục quan trọng nhất này các bạn. Đối với những bạn nào mà có giữ 10 top cần Matic thì các bạn bấm Z. Còn đối với những bạn nào không giữ top cần 10 Matic trên ví, hầu 10 top cần Matic trên ví thì các bạn bấm No các bạn. Vì hồi mình hầu mình sẽ bấm Z. Còn đối với các bạn không có hầu 10 top cần Matic thì bạn bấm No các bạn. Rồi thì các bạn cái mục giới thiệu này thì các bạn điền giúp mình là @anh5số2 nha các bạn. Mà giới thiệu này có để dưới phần link mô tả dưới video cho các bạn đấy. Rồi các bạn muốn gỡ là xong nha các bạn. Vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình góp ăn chia 1 triệu đô token D-Poly này đến đây em kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.